Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 13 ngày 14 tháng 6 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 13 ngày 14 tháng 6 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 24 đến 33 độ.